Ok, xin chào tất cả anh em. Bài review hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về cái chiếc 7D và về ống kính 17-85. Thì đây là một bộ mà đã ra đời từ rất là lâu rồi, nhưng mà cách thời điểm ra mắt thì bộ này nó là cực kỳ đắt giá. Đây thì người ta có thể coi như là king of crop ở thời điểm vài năm trước. Đến cái thời điểm nó ra mắt 7D2 thì 7D này mới trở thành một chiếc máy không còn là king of crop nữa. Khi cầm ở những chiếc máy như thế này á thì thường là cảm hứng chụp là chúng ta sẽ dí và chụp liên tiếp, thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái trải nghiệm về một chiếc máy chụp thể thao rất là tốt, với có khá là nhiều điểm lấy nét, tốc độ chụp hình rất là cao, mang lại trải nghiệm người dùng rất là tốt. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em về chiếc 7D này, khả năng chụp đời thường này, khả năng chụp đa dụng cùng với một chiếc ống đa dụng 17-85 sẽ như thế nào, và sẽ xem là chiếc 7D ở thời điểm năm 2020 rồi thì nó sẽ phù hợp với những ai nhá. Ok, để mình intro đi. Ok, với chiếc 7D và một chiếc ống kính đa dụng như này thì nó mang trong mình là một chiếc vỏ magie cực kỳ chắc chắn. Cầm khối lượng của bộ này nó cũng phải lên tới khoảng 1,5 cân đấy anh em ạ. Nên nó sẽ phù hợp với những anh em nam giới hơn. Với những chị em phụ nữ thì mình lên chọn cho mình những chiếc dòng máy dòng Miolet thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Được cái là phản ứng rất là nhanh. Cầm chiếc 7D này trong tay nó cảm giác như kiểu chúng ta đang có một cái khẩu súng kiểu AK lên lòng và bắn thôi. Ok, vẫn như thường lệ thì mình sẽ set up cho anh em một cái picture style ăn liền, vì hầu hết là trong tất cả những video của bên máy ảnh cũ và trên kênh Kiên Nguyễn thì mình đều ảnh để ảnh gốc cho anh em xem. Và như thường lệ thì hôm nay mình sẽ để cho anh em neutral, sau đó thì thay đổi một số thông tin. Mình sẽ tăng độ sharpen lên, tăng contrast lên, tăng saturation cho rực mắt. Ok, đã rất lâu rồi chúng ta mới có một cái buổi sáng sau đại lễ nCoV và chúng ta có một ngày nắng đẹp. Hôm nay mình sẽ test dùng bộ 7D này test đủ mọi thứ luôn đấy, trên trời dưới biển. Nói chung là cầm về một thiết bị chụp thể thao lên cảm nhận nó khá là sướng. Đấy, chụp không cần nhìn luôn và chụp liên tiếp rất nhanh anh em ạ. Mình đã chụp cho cái cây đa cây đề này. Ok, bây giờ các bạn sẽ cùng theo mình ra đường để chúng ta chụp những cái chuyển động liên tục nhá. Cái khả năng lấy nét của con 7D này khá là tốt, chính vì vậy mình sẽ thử chụp mù là chính nhá. Mình chụp mù có nghĩa là mình sẽ không nhìn vào view, mình cũng không nhìn vào live view đâu. Xem là hôm nay những bức hình của chúng ta đã chụp được những gì nhá. Mình sẽ thử chụp mù, xem là nó sẽ được những cái trải nghiệm như nào nhá. Mà nhưng mà anh em chỉ ứng dụng áp dụng được cái này với những chiếc máy có khả năng lấy nét tốt, khả năng bắt chuyển động đứng chuyển động tốt nhá. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Mình sẽ thử nào. Chụp mù thôi nhưng khả năng lấy nét của 7D cùng với một ống có cái motor USM Ultra Solid. Đây là một cái công nghệ của riêng hãng Kalong họ đặt tên, với một cái dòng ống kết hợp từ viền vàng cho đến dòng ống viền đỏ, dòng ống L thì đều được áp dụng cái công nghệ motor Ultra Solid. Ngoài ra thì đến bây giờ thì Kalong đã phát triển một hệ motor mới hơn, đó là một hệ motor không tiếng động, motor STM. Nhưng mà mình thì bản thân mình, cá nhân mình vẫn thích cái motor USM siêu thanh vì khả năng lấy nét cực nhanh. Mỗi tội là khi lấy nét thì quay là vẫn có tiếng động hơn là so với STM thôi. Ok, chúng ta tiếp tục nhá. Chúng ta tiếp tục chụp mù nào. Tuyệt vời. Nói chung là ở thời điểm hiện tại mà anh em có nhu cầu là chụp thể thao này, hay chụp những thứ mà chuyển động nhanh, đặc biệt là anh em có thể bắn tốc độ, thì lựa chọn với Kalong 7D và chiếc ống như này là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Ok, sau đây mình sẽ để những bức ảnh từ lúc chụp mù đến khoảng bây giờ nhé. Còn bây giờ mình sẽ chụp vào lấy lens nhá, để bắt đứng chuyển động thử xem nó có nhanh không nhá. Như ở bắn tốc độ luôn anh em ạ, cực kỳ nhanh, như những cỗ máy vậy. Như những cỗ máy vậy, chụp cực kỳ thích luôn. Không, anh em nào đang trải nghiệm những dòng máy mà cũ hoặc là máy là không phải dòng máy thể thao ấy, lấy led chậm, chụp shutter chậm ấy, thì sẽ sang trải nghiệm dòng này, nó là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt luôn. Cực nhanh, không có hiện tượng bị trượt led đâu, ao led đâu.
mặc dù bọn tớ đang dùng một chiếc ống zoom nhá, thì giá của cái bộ 7D và một chiếc ống 1750 như 1785 như này trên thị trường giờ rất là rẻ. Như 7D bên mình là từ hàng đẹp cho đến hàng siêu đẹp, giá chỉ có khoảng 6 triệu cho đến 7 triệu rưỡi thân máy. Còn ống kính này bây giờ giá chỉ có khoảng 2 triệu cho đến khoảng 2 triệu 8 với cái ống kính thôi. Giá cực kỳ rẻ nha anh em nhé. Bây giờ mình đã thử test chụp với chân zoom, chân dung với bạn quay phim nhá. Hiếu em thử đứng ra đây đi. À đây, đứng ra đây để anh sẽ thử chụp chân dung nhá. Mình sẽ đẩy lên tiêu cự 85mm và khẩu 5.6. Xem là chụp chân dung có tốt không. Ok, mình sẽ tắt chế độ chụp liên thanh đi. Nhiều quá. Test chụp chân dung nha. Xóa phông khá là thích. Dù chỉ là máy crop và ống zoom thôi, nhưng mà khả năng xóa phông khá là ok. Mình sẽ để về tiêu cự 50 nhá. Đây là một chiếc máy tốt. Ok, đổi đi. Hiếu đứng dịch vào đây một chút. Vẫn là đặc điểm nổi bật như thường lệ của dòng Calon, đó là màu da cực kỳ đẹp. Màu da ra một màu da trắng hồng. Sau đó là cái skin tone chuyển rất là mịn màng. Độ xóa phông ở tiêu cự 85mm tại khẩu 5.6 thì nó vừa phải, nó không quá xóa phông mờ mịt, nhưng mà mang chúng ta một cái cảm nhận đó là một cái ảnh mịn, ổn, xóa phông tốt và cũng chụp chân dung ok, chứ không quá kém đâu anh em. Một chiếc ống zoom, một bộ máy bây giờ nó chỉ có khoảng tầm giá từ 8 cho đến 10 triệu như này, là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Một khả năng tiếp theo nữa của dòng 7D cũng như là với cái dòng ống ultrasonic này, đó là một cái độ bền cực kỳ lớn. Chiếc máy này đã ra đời được rất là nhiều năm rồi, nhưng với một lớp vỏ magie, mang trong mình một lớp vỏ magie cực kỳ chắc chắn, như thì nếu mà các bạn có những cái sự cọ sát hay va đập nhỏ nó cũng không phải thành quá vấn đề. Cái điều thứ hai là trên 7D thì nó có khả năng chống chịu thời tiết, chính vì vậy nó sẽ hoạt động trong những điều kiện khắc nghiệt tốt hơn những cái máy mới. Ví dụ như các dòng 3 số hay dòng 2 số bây giờ rất là nhiều nha anh em nhá. Ok, bây giờ mình sẽ thử chụp cái lá và những cái sản phẩm mà cũng coi như là chụp sản phẩm một chút đi nha. Ok, sau một vài bài test ngắn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi làm tí cà phê và cùng nhận xét về chiếc 7D cũng như là chiếc ống này nhé. Ok, let's go. Ok, sau đây chúng ta đến phần trà đá chém gió về chiếc 7D này. Với chiếc 7D này thì chúng ta đã có trong mình một cái cảm biến lên tới 18 megapixel. Ở thời điểm mà 7D ra mắt thì cái việc mà khả năng lên tới 18 megapixel đó là một cái độ điểm ảnh siêu lớn anh em nhé. Anh em nên nhớ là với 5D2 hay là với 50D, đấy là những cái phân khúc mà tiếp theo 7D đặt ở giữa, thì gây khả năng lên với 18.1 một cái cảm biến APS-C 1.6 inch, đấy là một điều không tưởng, một điều khó tưởng ở cái giai đoạn mà khi 7D ra mắt. Điểm nổi bật thứ hai của trên chiếc 7D này, nó mang cho mình một chiếc màn hình lên tới 3 inch, một màn hình rất đẹp 3 inch và gần 1 triệu điểm ảnh. Ở thời điểm của nó thì cũng khá là dị. Bởi vì đến bây giờ thì một chiếc máy siêu hiện đại, siêu mới như A7 Mark 3 thì mật độ điểm ảnh cũng chỉ có là khoảng loanh quanh bằng với chiếc 7D ra mắt cực kỳ lâu rồi. Mà mình chắc chắn luôn với các bạn là nếu mà ra ngoài trời như này, so sánh một chiếc màn hình của con A7 Mark 3 với màn hình của chiếc 7D thì chắc chắn màn hình A7 Mark 3 không đẹp bằng màn hình của 7D nhá. Đây là một điều nghịch lý mà anh em rất có lợi khi anh em chọn cho mình hãng máy ảnh Canon. Điều thứ ba mà mình cực kỳ thích đó là khi chiếc 7D này nó sắp xếp những điểm lấy nét theo cái dạng hình điểm chéo, và nó lên tới khoảng tầm 19 điểm lấy nét và sắp xếp theo hình chữ thập, và đều là những điểm lấy nét chéo với công nghệ AF Dual Pixel. Thì với Digic 4 thôi nhưng mà khả năng lấy nét của 7D là một khả năng lấy nét cực kỳ ngon. Lấy nét nhanh, hiệu quả, tốc độ chụp cao. Đúng là ông hoàng ở lúc thời điểm nó ra mắt, đây là một ông hoàng cho những anh em mình chụp thể thao, chụp về động vật, chụp về những cái điều kiện khó khăn. Giá hiện tại thì đang quá rẻ. Vỏ thì vỏ magie, báng cầm cực kỳ sâu, đầm tay, với trọng lượng thân máy lên tới 850g, mang lại một cái độ chắc chắn với một lớp vỏ magie. Đúng là thời điểm hiện tại thì đúng chỉ dành cho những anh em con trai thôi. Cầm 7D là thể hiện đẳng cấp oai. Nếu anh em nào muốn mà có thể hao oai hơn và tán gái tốt hơn thì có thể anh em sẽ lấy thêm một cái ống 70-200F4L, một chiếc máy ảnh, một chiếc ống kính mà mang trong mình nó là một cái chất lượng của ống L, một cái giải tiêu cự đẹp 70-200, một cái ống kính dài, to, zoom trong,
Và đó thì chúng ta sẽ mang lại được một cái khả năng lấy led cực kỳ tốt của dòng L Ultra Solid. Ok, nếu mà anh em có dịp mà qua máy ảnh cũ Hà Nội, địa chỉ 53 ngõ 12 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, thì nó sẽ có một đặc điểm là anh em thường là đi từ đường Giải Phóng này vào. Ở đầu đường Giải Phóng sẽ có một cái góc đa rất lớn, ở đây thì sẽ có một quán cà phê cực kỳ ngon. Và đây là điểm mà mình rất là hay ngồi, ngồi cùng những khách hàng, ngồi cùng những anh em của máy ảnh cũ Hà Nội. Ở đây thì địa chỉ của chị là bán cà phê rang xay, một cốc to như này, 15 cành thôi. Qua thì ủng hộ chị nhá. Và chúng ta sẽ bắt đầu với bài review tiếp tục ngày hôm nay về chiếc 7D. 7D thì nó có khả năng quay phim nha anh em, có khả năng quay phim lên tới Full HD. Ở thời điểm hiện tại thì khả năng quay phim đấy là đã đáp ứng để anh em có thể up video lên kênh YouTube hay up video lên Facebook một cách rất là ok. Thì phải chỉnh lưng ý, đau lưng quá phải thẳng bụng này to ý. Thì với khả năng quay phim Full HD thì nó sẽ mang lại cho mình có một cái chất lượng video rất là tốt. Anh em có thể up lên kênh YouTube. Vì hầu hết kênh YouTube của bên mình có thể có khả năng quay 4K, nhưng mà để edit được cái video 4K nó mất rất là nhiều thời gian, nguồn lực liên quan đến máy tính nữa. Nên chính vì vậy bọn mình sẽ dùng một hệ phổ thông hơn, đó chính là Full HD. Thì chiếc 7D là hoàn toàn đáp ứng được. Là bạn có thể dùng 7D để quay phim. Mình sẽ test một đoạn quay phim cho anh em xem bằng 7D này nhá. Điều hạn chế của 7D đó chính là cái màn hình nó không cảm ứng và không xoay lật như những cái màn hình hiện tại, và khả năng chống rung của nó thì cũng không quá tốt. Nên mình sẽ lên tận dụng những cái ống kính có khả năng chống rung như này và bật chống rung lên nhá. Đó. Với những anh em nào làm vlog thì 7D hơi tù một chút vì nó khá là nặng và màn hình không xoay lật được. Chính vì vậy thì anh em sẽ không phù hợp với những anh em quay vlog, hoặc là anh em vẫn muốn quay vlog thì anh em lên chịu khó tập tành rất là nhiều trước khi quay. Còn với lại cái khả năng khi quay phim ở khả năng HD 720 á, thì 7D có thể quay lên tới 30 khung hình một giây nhá. Đây là một cái điều mà mình thấy đến thời điểm hiện tại nó không quá nổi bật, nhưng mình giới thiệu cho anh em nếu anh em nào cần quay ở 30fps. Cả giá ISO của 7D thì với một chiếc máy ra đời tương đối lâu, nhưng 7D đã ra đời được một mức ISO từ 100 cho tới ISO 6400, và mình đã từng dùng 7D ở cái mức ISO là 3200 hoặc 6400, nó cũng đều rất là ngon chứ không phải là chỉ để cho có đâu anh em nhé. Với một cái kết cấu cũng như là thiết kế thì khi bạn cầm một chiếc 7D ở trên tay thì bạn sẽ thấy là một cái thiết kế cực kỳ khỏe khoắn, chắc chắn, và sẽ là một cái mà thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp. Khi báng cầm thì rộng với một cái lớp bao cao su ở đằng trước và đằng sau như này, tạo ra một cái cảm giác cầm nắm cực kỳ chắc chắn. Mặc dù máy rất nặng, mình có thể cầm một tay và xoay các thứ như này. Và màn hình thì 3 inch, và bạn có thể chỉnh được cái độ sáng, một điều rất là thú vị nhé. Tại sao như mình nói lúc nãy là cùng một độ phân giải với lại A7 Mark 3 của Sony, nhưng màn hình 7D luôn có cảm giác đẹp hơn, và khi các bạn đặc biệt ra ngoài trời, bởi vì màn hình của 7D có cái bạn có thể chỉnh được với lại 7 cái mức ánh sáng của môi trường. Chính vì vậy nó sẽ tương thích với mức bạn ngồi trong đây, bạn ra ngoài trời nắng hay bạn đi vào một khu vực tối hơn. Cùng với đó là nó sẽ có một cái lớp chống chói phản xạ. Chính vì vậy màn 7D nó luôn có cảm giác đẹp hơn so với những màn của dòng phổ thông hơn 2XD, ví dụ 50D, 60D, hay là các dòng ví dụ cao cấp hơn nó hẳn, nó là 5D2. Thì đây là một cái điều mà mình cảm thấy rất là thú vị. Với một cái thiết kế tương đối thô, bởi vì hàng lút chuyển sang đây và nó một cái góc vuông như này, nhưng nó tạo ra một cái độ chắc chắn để có thể chống chịu thời tiết tốt hơn. Nó sẽ không còn thiết kế là một dòng lút ở phía dưới là như 5D2 nữa, 5D2 và 50D nữa, mà nó chuyển sang đây. Thì với 7D thì chúng ta lên thao tác ở hai tay nhiều hơn là khi bạn chỉ có thể thao tác một tay bên này như với dòng 6D nhá. Một điều mình cực kỳ thích đó là hai bánh xe ở đây nó sẽ không có nút điều hướng, mà nó là hai bánh xe gần như chỉnh được mọi thứ, kết hợp cùng với đó là nút joystick. Nếu anh em nào dùng các dòng máy chuyên nghiệp rồi và đã có cái nút joystick này thì anh em sẽ không thích cái thiết kế của dòng 60D, 70D, bởi vì họ đã bỏ đi cái nút joystick mà họ sẽ thêm vào nút điều hướng bốn hướng ở đây, họ sẽ không thích bằng đâu. Mình sẽ vẫn thích cái nút joystick hơn rất là nhiều. Và một điều cực kỳ thích luôn, 60D là đời sau, đến 70D nó mới cải tiến, là đó làm bạn có thể chuyển sang chế độ quay phim bằng cách gạt một nút ở trên này, bật live view ở đây, quay phim ở đây chỉ bằng ngón trỏ. Thú vị không? Đời sau thì chắc tốt hơn đời trước đi nhá. Lên với anh em mà cần độ chuyên nghiệp, cần máy khủng, cần máy ngon, công nghệ lấy led cực kỳ nhiều, giá rẻ, 7D, chọn ngay 7D cho tôi đi. Ok, giờ đi uống cà phê. Ok, hy vọng rằng qua cái bài review ngắn ngày hôm nay về chiếc 7D cũng như là chiếc ống 1785 USMIS như thế này thì sẽ giúp cho các bạn có những cái đánh giá về một cái bộ máy rất là tuyệt vời với giá rẻ ở thời điểm hiện tại. Và các bạn qua video này thì các bạn cũng sẽ hiểu thêm về một chiếc 7D, bởi vì cái chiếc 7D này ra đời tương đối lâu và không có quá nhiều người review chi tiết trên mạng.
Và các bạn cũng sẽ thấy là cái máy 7D này nó có phù hợp với các bạn hay không ở thời điểm năm 2020 rồi, và nó có phù hợp với cái mục đích yêu cầu của chính bản thân các bạn hay không. Mình khuyên luôn là các bạn gái thì không chắc là không nên chọn 7D đâu, hãy chọn những cái bộ máy khác. Còn với những người bạn nam giới thì sẽ xem là chiếc 7D này có phù hợp với các bạn hay không và nhu cầu chụp ảnh của các bạn. Quay phim thì các bạn nên nhớ là nó có khả năng quay phim Full HD nhưng nó không hỗ trợ quá nhiều cho quay phim, thì anh em cũng nên cân đối cân nhắc cái việc đó. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình là Kiên đến từ Máy Ảnh Cũ Hà Nội. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể chia sẻ video này ra giúp mình. Và nếu các bạn thấy yêu thích và những cái clip của mình để nhận những clip sớm nhất thì các bạn có thể ấn nút sub ở bên dưới và ấn vào cái chuông để có thể sẽ nhận được những video sớm nhất. Và đợt tới thì bên mình sẽ có lên, ngay sau video này thì mình sẽ lên cho các bạn một video về kiếm tiền nhiếp ảnh 4. Đó là một video sẽ giúp các bạn có thể lập ra một mô hình kinh doanh kiếm tiền từ nhiếp ảnh và hạn chế khả năng rủi ro sập studio. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.